Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh channel của anh Lưu Vịt. Chào các bác nhá, các cụ, các sếp. Nghỉ Trung Thu vui vẻ chứ ạ? Thị trường rất biết cách là, nói chung là giữ người chơi, giữ nhà đầu tư bằng cách là Trung trước Trung Thu cứ phải có hàng cây thăng điểm đã. Còn không cần biết là nó sẽ như thế nào, đúng không nhỉ? Vậy là chứng tỏ là cái áo xanh của chúng ta đã huyền thoại rất nhiều rồi. Chúng ta đã có những cái lần ra trận với mặc livestream mặc áo xanh và được các bác rất tin tưởng và đặt đúng niềm tin. Và như vậy là thị trường của chúng ta đã quay xe thăng 14 điểm, đúng không nhỉ? Không hiểu bằng một cái lý do nào đó nhưng mà thị trường của chúng ta đã quay xe. Thanh khoản thị trường vào khoảng 13.800 tỷ, đúng không? VN Index tăng 14 điểm. Và sau đó xong thì là một cái khá là bất ngờ, đó là nước ngoài thì quay lại gom dòng. Nước ngoài thì mua dòng 178 tỷ, tự doanh thì gom dòng cũng khoảng 22 tỷ, đúng không? Thanh khoản thị trường thì cũng đã ngang bằng so với ngày hôm trước thôi, cũng không có nhiều. Tại vì là một phiên cuối tuần nên là cũng thanh khoản cũng không đòi nhiều được. Hàng bắt đáy thì cũng chỉ được một phiên hồi phục thì nó chỉ thanh khoản đi này thôi, không đòi hỏi nhiều được nha. Đơn giản là như thế. Vậy thì thị trường của chúng ta bây giờ chúng ta mới đi về cái câu chuyện về thị trường của chúng ta đang như thế nào. Hôm trước thì trong một cái video chia sẻ thì em đã chia sẻ các bác xu hướng của thị trường trong thời gian này là xu hướng của thị trường đang trong xu hướng giảm nhá. Xu hướng thị trường đang trong xu hướng giảm. Thì cũng đã chia sẻ với các bác là thị trường về quanh cái mốc, đó là mốc 1220 đến 1230 sẽ có một cái nhịp hồi phục khoảng vài phiên nha, vài phiên đủ T3, T5. Thì cái này là vài phiên này nó có kéo dài được hay không thì em cần phải chờ dòng tiền nó mới đánh giá được nha. Nó có rất nhiều các cách đánh, chia sẻ các bác nha. Cái gap này rồi nó sẽ lấp, cái gap 1192 này rồi nó sẽ lấp thôi, nhưng mà nó sẽ có rất nhiều những cái cách mà nó sẽ đi nha. Thị trường ấy nó có nhiều cách lắm. Có thể là nó lên đây đúng không, lại kéo giật phát lên 1320 này, đúng không? Sau đến đây nó mới gãy, đây nó mới gãy về đây cơ. Đấy, rất nhiều trường hợp như vậy, đúng không? Có thể là đây nó chỉ lên được đến khu 1263, 1270 thôi, không từ đấy gãy bụp ngay. Đấy, cái quan trọng đó là chúng ta xem dòng tiền như thế nào. Lý do vì sao lại xem dòng tiền, tại vì là với xem các mốc hỗ trợ kháng cự như nào, nó phản ứng, dòng tiền nó phản ứng ra sao. Dòng tiền rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà dòng tiền không tham gia nhập cuộc thị trường không thể đi lên được những cái vùng 1300, 1320 được. Còn nếu mà thị trường sao? Cầu vào đã tốt, test tích lũy tốt thì hoàn toàn có thể bật được. Đấy, vậy thì chúng ta phải xem thị trường nó như thế nào, liệu có những cái dòng dẫn dắt nào để thị trường có thể lên được 1320 không? Còn nếu không có động lực nào cả, chúng ta không thể nào chúng ta nói là nó có thể lên 1320 cả. Mà chắc chắn nó phải quay về 1190 lấp lại gap này, hoặc là quay về cái vùng 1180, 1190, hoặc là dưới vùng 1200 để làm gì? Tái tích lũy, tiếp tục gom hàng. Tại vì trong cái giai đoạn mà sideways, một thị trường sideways hay bất kỳ một cổ phiếu sideways nào ấy, thì nhà tạo lập hay là MMS sẽ, big boy sẽ đạp lên đạp xuống, tức là giật lên để kiếm ăn một nhịp, xong người ta lại giật xuống, người ta lại đạp xuống để người ta gom hàng giá rẻ. Đấy, xong người ta giật lên giật xuống. Mà việc của nhà đầu tư cá nhân chúng ta là đi theo dòng tiền lớn, đi theo dòng tiền lớn nhá. Trong thị trường sideways bắt buộc phải đánh như vậy thôi, chứ thị trường sideways thực ra là kiếm ăn không dễ chút nào. Thị trường sideways các bác chỉ kiếm nhanh 50% chim cút luôn, chứ còn để mà kiếm được kiểu 30-50% như những nhịp uptrend hay là x2, x3 thì thực sự rất là khó. Vì thế nên ai mà mong muốn cái điều đấy thì trong một thị trường sideways thì người đấy nó chưa hiểu bản chất về vấn đề lắm. Chưa hiểu bản chất vấn đề lắm. Ok, đừng có nghĩ là mình đi ngược lại thị trường được. Khó đi ngược lắm, rất ít những cổ phiếu có thể làm điều đấy. Ok, rồi vậy thị trường của chúng ta sẽ có những cái phương án nào? Thì đến đây thì em sẽ vẽ ra tiếp những cái phương án cho các bác nhé. Thị trường thì vẫn trong xu hướng giảm. Theo quan điểm của em, thị trường vẫn có thể về lại vùng 1190, 1200 một lần nữa trước khi có những cái nhịp break lên để gom tiếp lượng hàng nữa và di chuyển quanh cái vùng dưới này nhá, tích lũy lại trước khi chúng ta có một cái nhịp mà tăng mới. Thì em vẫn đang chờ cái việc đấy nhá, em vẫn đang chờ cái việc đấy. Nhưng mà trước mắt thì cái mốc 1 của chúng ta là cái mốc 1000 đây, cái mốc 1 của chúng ta chính là cái mốc 1230 thì đang thể hiện rất là tốt, đúng không? Mốc 1220, 1230. Mà cái mốc này em đã nói trong các video trước đó cho các bác là thể nào sẽ có một cái nhịp hồi ở mốc này, đúng không? Mà cũng nói rõ là ngày hôm thứ 6 sẽ là một cái nhịp hồi rồi, đúng không? Nói rõ luôn. Thì nó có đã xảy ra thật. Vậy thì cái mốc 2 của chúng ta sẽ là cái mốc 1190, 1200. Thì với em thì ở cái mốc đó là 1220, 1230 thì em sẽ giải ngân khoảng 30%. Nếu mà không giảm, nếu mà cứ ở mốc này mà đi lên thì sai tài khoản của em, sai tài khoản.
sai tài khoản nhé, chỉ tối đa đấy 30-50% nào về. Tức là em sẽ không giải ngân nhiều hơn nếu thị trường không về vùng dưới. Tức là gì? Bọn em sẽ không giải ngân khi thị trường không về những vùng hấp dẫn. Mà thị trường luôn trong tình trạng đi lên thì bọn em sẽ không giải ngân thêm nha. À, cái này là size tài khoản. Size tài khoản tối đa. Đấy, 100%. Có thể full margin. Đấy. Thì khi mà thị trường về đến cái vùng đó là vùng 1.190-1.200 thì đến lúc này thì bọn em sẽ giải ngân mạnh hơn. Lúc này thì theo em là cái vùng mà khá là hấp dẫn, mà tiền to đã gom hàng ở vùng này thì em nghĩ rằng khó chết. Vì thế là chúng ta có thể dùng margin được nhá. Nhưng mà tạm thời cái mốc này thì chỉ có 30-50% thôi. Vì thế hôm trước thì bác nhiều, rất nhiều bác bắt đấy, rất nhiều bác bắt. Em có nhắn lên trên nhóm khách hàng hay nhóm cộng đồng đấy, cũng khuyên các bác đấy là bắt những dòng nào thì em đã nói rồi, đúng không? Canh thị trường điều chỉnh về 1228, 1220, 1230 đấy, nó về 1228 phát nó rút lên luôn. Ai mà nhanh chóng là múc là cũng, em thấy nhiều bác chụp ảnh khoe là lãi 10% trong phiên luôn, dã man luôn, đúng không? Thực ra là có những cái phiên như thế này thì chúng ta mới kiếm ăn được nhá. Trong thị trường này có những phiên này kiếm ăn được, hàng T cộng 2 về chắc vẫn kịp, chắc vẫn lãi 10%, thế thôi. Cần gì phải nhiều đâu, đúng không? Tranh thủ những cái nhịp như vậy cứ thế mà đánh. Nắm bắt được kịch bản thị trường cứ thế mà đánh thôi. Buồn cười, em có cho khách một vài khách em đánh phái sinh. Đánh phái sinh rất là buồn cười luôn. Chia sẻ các bác qua một chút ai mà đánh phái sinh. VN30F1M đây. Thực ra là ai mà đánh phái sinh thì cũng là một cái phiên khá là căng thẳng, đúng không? Xem chặt phút nhé. Phái sinh chặt phút thì có một cái rất là hay. Có một cái rất là hay đây. Chiều nay thì phái sinh chặt phút thì em view là khoảng chiều thì bắt đầu có nhịp sọt. Đến khoảng bắt đầu từ 2 giờ sẽ bắt đầu có nhịp kéo. Đấy, khoảng 2 giờ bắt đầu có nhịp kéo thì đây. Thì em sọt cho khách sọt đúng từ khoảng 1269, thế là em sọt về 1262. Xong từ 1262 này em cho khách long luôn. Thì ăn lên đến 1270. Đấy, tức là ăn hai vòng, đâu đấy ăn được khoảng 20 điểm. Đâu đấy ăn được khoảng 20 điểm luôn. Ăn trọn nhịp này luôn. Và đấy là do view kịch bản thị trường. Tôi trực ra em cũng không giỏi về phái sinh nhiều đâu, nhưng mà em view được kịch bản thì em view với khách, thế là khách đánh lãi được cũng 40-50 triệu. Đấy, trong phiên thì cũng ok, em nghĩ là vậy là ok. Khách thì đang cầm cơ sở nhưng mà kẹt hàng nên là phải đánh phái sinh nhà để bảo toàn. Chúng không kiếm ăn được bằng các anh em bắt đáy. Phái sinh nó không kiếm ăn được nhiều bằng anh em bắt đáy đâu. Nhà anh em bắt đáy hôm qua thì kiếm mạnh hơn. Ok. Rồi, tiếp tao lại đi đến thị trường giai đoạn này. Vậy thì thị trường giai đoạn này nó sẽ hồi đến mức nào sẽ là cái mà chúng ta sẽ cần quan tâm. Thực ra là rất nhiều các bác nhắn tin hỏi em đấy, nhưng em bảo là thôi để tối chủ nhật em lên em làm video chia sẻ cho các bác, đúng không? Hôm nay thì không like được, tại bây giờ thì cho vợ con đi ăn rồi nhá. Các bác thông cảm tí, dành thời gian tí, xong rồi cả tuần em like với các bác rồi nhá. Các bác thông cảm tí. Ok. Rồi, vậy thì đoạn này thì thị trường em view nó sẽ phục hồi lên khoảng 1000, trước mắt là vùng 1270 các bác nhá. 1270 sẽ là vùng mà thị trường chúng ta căn kè cái nhịp phục hồi. Đây. Thị trường có thể phục hồi vùng 1260-1270. Đây sẽ là vùng em nghĩ là 65 đi, đúng không? Biên này sẽ là biên phục hồi được đối với thị trường. Thị trường hoàn toàn có thể phục hồi lên vùng 1265-1270 nhá. 1265-1270 là có thể lên được. Vậy thì khi mà lên đến vùng này thì em sẽ trao đổi các bác trước, nhưng em cứ view thôi. Khi lên đến vùng này nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nhiều bác sẽ bảo trường hợp lên hoặc xuống ấy, thì đúng là như vậy, nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp nó sẽ tích lũy và dòng tiền nó ổn định và sau đó đi lên. Nó đòi hỏi là phải có động lực của một vài những cái nhóm ngành nhất định nào đó, ví dụ banh, ví dụ trứng, ví dụ thép, những cái nhóm ngành mạnh tác động lớn tới index thì thị trường hoàn toàn có thể đi lên tiếp được. Nhưng nếu đến thời điểm đó em đánh giá mà thị trường không có những cái tác động như vậy thì em sẽ cho khách hàng em bán ở vùng này. Vì cái vùng này nó là vùng rất là nhạy cảm, khi lên đến vùng này chắc chắn là những hàng mua ở đáy này phải bán hết. Xong chờ thị trường nó tái tích lũy, xem nó phản ứng như nào. Nó rụng về, nó tạo hai đáy hay nó rụng hẳn xuống đây. Tức là đây nha, nãy em có vẽ cho các bác đấy. Nó có hai trường hợp này. Một là nó sẽ hồi đây. Sau khi nó hồi đây như kiểu nó đâm đầu vào tường ấy, nó đâm đầu với đường MA20 này. Nó sẽ có xu hướng nó chạm, nó bật về đây. Đấy, hoặc nhá. Nó không bật về đấy, nó chỉ bật về đây thôi. Nó chỉ bật về lại 1230 thôi. Đấy, xong nó lại nảy lên đây. Nó cũng là một cái kịch bản. Đấy, nhưng quan trọng là chúng ta phải đánh giá xem. Với em thì em đang view theo xu hướng là nó có thể hồi lên 1270, xong đó nó bật lại 1190, 1200. Em view như thế thôi. Nhưng mà không thể nào có quả cầu pha lê để biết được đâu. Ok.
cái điều này nó gap to như này chắc chắn nó sẽ lấp, yên tâm. Nhưng quan trọng lấp bao giờ thôi. Vậy thì có thể thị trường đây này, nó lên đây, nhà nó lên đây nhá, sau nó có thể test lại đây, nó test lại một chút thôi, test lại một chút thôi, sau lại bật lên luôn đây. Đấy, nó có rất nhiều những cái kịch bản nó xảy ra được. Vậy thì cái kịch bản xảy ra như thế nào thì em nghĩ rằng là chúng ta nên chờ khi mà nó lên đến vùng 1265, 1270 xem thị trường nó thể hiện như nào, dòng tiền nó thể hiện như nào, thì khi đó em lên livestream nhắc cho các bác. Đấy, rất nhiều ông ở trên TikTok chẳng biết cái khỉ đấy, xong rồi vào xong rồi cứ nói là ờ thế là đánh giá này đánh giá kia, thực ra là em không quan tâm lắm, chỉ sợ là khách hàng em bị ảnh hưởng. Đấy, vì thế nên các bác lưu ý giúp em. Em không phải là người nhận định đoán thị trường trong thời gian tới, mà em là người phân tích thị trường theo dòng tiền, theo từng phiên một, theo kỹ thuật. Đấy, xem là dòng tiền như thế nào, vì dòng tiền nó ảnh hưởng tới các mô hình nến. Đấy, thực ra là bản chất sâu xa nhất, cái gốc dễ nhất ý, là dòng tiền. Vì dòng tiền cung cầu thị trường nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây nến nó như nào, và khi ảnh hưởng cây nến nó sẽ tạo những cái mô hình mà trong lịch sử nó đã chứng minh được cái điều đấy. Và chúng ta thấy giống trong lịch sử thì chúng ta view là thị trường khả năng như vậy. Đúng không? Khả năng như vậy. Nhưng bản chất ý, là dòng tiền mới là cái quan trọng. Dòng tiền nó chính là một cái chỉ báo quan trọng nhất của chúng ta. Và ngoài ra là chúng ta có kết hợp thêm vĩ mô. Thì vĩ mô đoạn này em không nói nhiều, vì sao? Vì vĩ mô đang ổn định. Khi vĩ mô nó đang ổn định chúng ta không nói nhiều nữa. Cái câu chuyện của Fed ý, nó là cái câu chuyện mà chúng ta đã nói quá nhiều rồi. Khi cái câu chuyện của Fed chúng ta nói quá nhiều, chúng ta đừng nhắc nhiều nữa. Nó chỉ ảnh hưởng một hai phiên ngắn hạn thôi, nó lại ok luôn. Đấy, đấy là cái chúng ta sẽ cần quan tâm nhá. Rồi, ok. Vậy thì chờ thị trường lên vùng 1265, 1270 xong em sẽ đánh giá tiếp, sẽ đâm đầu vào tường, liệu có đà để húc thủng tường không hay là quay trở lại. Lúc đấy chúng ta sẽ lại đánh giá tiếp. Tạm thời cứ tranh thủ cái nhịp hồi này đã. Nhiều bác lại cứ hỏi là xong nó sẽ như thế nào, vội làm gì, cứ hốc xong cái nhịp hồi đã. Hồi này ít nhất phải được 2-3 cây nhá. Thì các bác cứ hốc xong cái nhịp hồi đi, xong em sẽ chia sẻ các bác tiếp tục chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Thì chúng ta phải đánh giá dòng tiền chứ, làm sao mà đoán được thị trường nó lên này nó xuống, đoán vậy thì tiền, vậy thì bán nhà all in chứ, làm sao mà đoán được như vậy. Đó gọi là nhận định. Nhận định thì chúng ta chỉ nhận định có thể đúng hoặc có thể sai. Quan trọng là chúng ta có quan điểm. Những người nhiều ông nhận định chẳng có quan điểm khỉ gì, cứ vào nhận định là thị trường lên đến mức này, chẳng thấy quan điểm gì. Nhận định phải có quan điểm, tại sao lên mức đấy. Ví dụ bọn em bảo là lên 1265, 1270 là ví dụ em có cái mốc đó là đây chính là đường MA20. Và khi lên thế này thường lên MA20 thường cổ phiếu sẽ quay đầu. Thường nó chạm MA20 là thường cổ phiếu sẽ bật xuống. Vậy nếu mà nó xuyên qua 1.20 thì nó phải cần dòng tiền mạnh đúng không? Vậy khi nó cần dòng tiền mạnh thì làm sao? Nó mới đẩy thị trường đi lên. Vậy đến đó chúng ta mới đánh giá tiếp. Để nhà nắm được chỗ này đúng không ạ? Ok. Vậy bây giờ đến cái câu hỏi số 2. Câu hỏi số 1 là thị trường có thể hồi phục vùng nào nhé. Câu hỏi số 2 là có mua mới gì không? Câu trả lời là canh được. Ý tôi 10-20% chỉ mua vào ngày mai nếu điều chỉnh. Không mua ngày mai nếu không điều chỉnh. Ví dụ ngày thứ 2, ngày 12 tháng 9 chẳng hạn. Chúng ta chỉ mua khi điều chỉnh nhá. Chúng ta không mua khi không điều chỉnh. Ví dụ như là nó có trong phiên nó có test lại cái vùng đó là vùng 1240 chẳng hạn, thì đấy chính là điểm mua. Bây giờ nó không có giá 1230 đâu. Cả nhà nhá. Không có giá 1230 đâu, nó có test về 1240 mua, còn không về 1240 mà tăng luôn thì không mua được nữa. Tăng luôn thì không thể mua được nữa. Và mua thì canh cái dòng nào hôm trước em bảo các bác rồi, rất nhiều bác bắt đáy rồi đúng không? Bây giờ ngày mai con hỏi mua thì lúc đấy cực kỳ khó luôn. Em nghĩ chờ test lại nhá. Ngày mai em nghĩ là cần theo dõi chờ test lại. Trong phiên nếu có giảm thì canh những cái dòng bán lẻ thủy sản mà mua. Đây này, ví dụ những thủy sản bán lẻ mấy ông bắt giờ ăn to rồi còn gì nữa, đúng không? Nam Kim, CI, DIG rồi đấy, mấy cái con này chia sẻ các bác rất nhiều. Con này về 34, 35 thì gom, à 32, 33, 33, 34 gom chứ. Nó còn về 32 luôn đi, nó còn về 32.9 đấy chứ. Rồi ôi các bác gom thì bây giờ ăn to còn gì nữa. Ăn to đúng không? Con này thì nó còn phải hồi về 39. Ai mà thích thì lên 39 này bán nhá. Hồi khả năng cao hồi về 39. Hồi 39 sẽ xem dòng tiền tiếp có bật được nữa không nhá. Ok. Thị trường thì đa phần các cổ phiếu đều đi theo VN Index nhá. Trong nhịp hồi thì cổ phiếu đều đi theo VN Index. Các bác để ý xem, em đang view là các thị trường có thể hồi về MA20. Các bác bật cái chỉ báo này, gõ MA trên file an ấy, gõ MA vào đây, xong điền MA20 vào đây này, nó sẽ hiện ở đây này. Ví dụ MA20 này, điền MA20 vào, rồi xem cái cổ phiếu của mình ấy, ví dụ con CII này chẳng hạn, nó sẽ có xu hướng nó hồi về MA20, tức là sẽ hồi về 23.8. Vậy khi hồi đấy cứ hạ 1/2 đã, xong xem nó phản ứng như thế nào ở vùng này rồi chúng ta mới căn ke tiếp. Ví dụ nó hồi đây nó đâm nó không thủng, nó lại quay đầu lại nó test lại 22 đâu, thì chúng ta có phải bán ở cái vùng 23.8 này không? Xong khi nó quay lại nó test lại 23 chúng ta lại mua lại, ví dụ vậy. Các bác thấy cân bằng các bác lại mua lại. Đấy là một cái mà các bác thường hay đánh để giảm cái giá vốn xuống nếu kẹp hàng đấy, ví dụ vậy.
Đấy là cái mà các bác sẽ để ý. Ví dụ con PVS chẳng hạn, nó sẽ có xu hướng nó sẽ hồi về đường MA 20, ví dụ 26 này, thì ngày mai khả năng con này sẽ test vì đang đâm đầu rồi. Con nào càng gần MA 20 thì con đấy càng khỏe nhá. Còn vượt MA 20 con đấy cực khỏe. Ví dụ đây, con RT2 này con đấy cực khỏe nhá. Những con này mà tăng như này thì khả năng chỉnh sớm nhá. Dòng điện mà tăng như này khả năng chỉnh sớm, chia sẻ các bác. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái dòng nào? Chúng ta sẽ tập trung vào những cái dòng như là dòng chứng khoán. Chứng khoán sẽ là một cái dòng mà chúng ta sẽ nên tập trung vì nhịp hồi chứng khoán thường sẽ hồi. Hôm qua mà rất nhiều bác bảo là bắt đáy VND đấy, ngon quá còn gì nữa, chúc mừng các anh em thôi, cũng chỉ biết chúc mừng thôi, cũng chẳng biết nào. Đây VND bắt đáy thì đúng ăn to này này. Đấy, bắt đáy 19.3 đúng không? Chia sẻ với bác là vùng này là vùng tiền to nó gom rồi. Khả năng cao nó sẽ hồi về được 21.5. Đấy, khi hồi về đây thì có thể bán. Đấy, tùy các bác. Ăn 5-10% đấy thôi, đúng không? Nhịp hồi này chỉ ăn thế thôi, xong chúng ta tính tiếp. Xong chờ thị trường nó phản ứng như nào chúng ta tính tiếp, chứ chúng ta đừng có tập trung quá vào kỳ vọng nó sẽ hồi lên mạnh hay như nào, không biết được đâu, khó nói lắm. Vì thế nên lên vùng 1265 1270 lại tính tiếp. Đấy, nếu các bác nào theo dõi em thì xem em đánh giá về thị trường thì cứ làm theo như vậy. Nếu các bác thấy hợp, các bác cứ lại làm theo như vậy. Xong chờ lên đây chúng ta lại đánh giá tiếp. Thì các bác luôn luôn là người chủ động, chúng ta đi theo dòng tiền lớn, chúng ta không phải vội, đúng không? Không mua ở đây chúng ta chờ dưới đây chúng ta mua, chắc chắn nó sẽ về 1190 1200 lần nữa. Tại vì không bao giờ thị trường nó gom hàng ở vùng này được đâu. Tại vì sao? Tại vì tiền to nó phải gom hàng giá thật rẻ, nó bán với các bác với giá cao hơn. Đấy. Và phái sinh không bao giờ ít, nó đánh khoảng 40 điểm mới lắm nhá. Phái sinh thường các cháu phải ăn 100 điểm nhá, các cháu mới nghỉ ngơi được. Ok. Đấy, vậy xem thị trường nó như thế nào thì tính tiếp nhá cả nhà nhá. Thì rất nhiều những cái nhóm cổ phiếu mà em đánh giá cao trong cái đợt này đấy, là nhóm bán lẻ và nhóm đây, một là nhóm bán lẻ. Đó là FRT đúng không? FRT thì hôm chia sẻ với các bác là về 82-84 múc đúng không? Đấy thì hôm qua nó đã tạo đáy trước thị trường, con này tạo đáy trước thị trường nhá. Tạo đáy trước thị trường khả năng bật sớm nhá. Con này khả năng chinh phục lại 1x nhá, 1x nhá các bác nhá. Ngày mai nếu con này các bác có thể tham gia ít được, nếu vùng 88 này có thể tham gia ít được nhá, nếu test lại. Lấp lại gap sáng thì có thể tham gia ít được. Tốt đấy, con này ngày mai nếu tiền vào nữa là khỏe lắm đấy nhá. Tiếp theo là dòng thủy sản, giá cá thì vẫn ok đúng không? Giá cá thì vẫn ok, thủy sản thì có Vĩnh Hoàn thì con này cũng rất là tốt nhá. Tạo đáy trước thị trường rồi, nó đã tạo đáy trước thị trường rồi nhá. Con này ngày mai mà quanh cái vùng 90-89 này có thể múc được 10-20%. Đấy, nó mà về 87 các bác múc thì cũng được rồi, quá ngon rồi đúng không? Em còn chờ về 85 cơ. Với em thì em sẽ không quan điểm là có mua được hàng hay không. Với em quan điểm giá tốt thì mới mua. Ví dụ con này về giá bao nhiêu em mua. Đấy, ví dụ em không mua được con này thì em mua con khác, đúng không? Còn ai mà theo em trước là con IDG ấy, đúng không? Con IDG thì em là một cái con mà em cho khách em lướt T0. Lướt T0 thì con này thì em cho khách lướt ở cái vùng 14.5 cộng. Đấy, tức là 14.5.6.7.8 thì bọn em thường cộng là cộng khoảng 0.3. Đấy thì lướt vùng đấy thì bây giờ lướt trong phiên, ngay trong phiên đã được 7%. Thực sự đó là cũng may mắn thôi, nhưng mà nói chung là cũng phải biết điểm lướt thì mới ăn thua được. Đấy, không cũng không ăn thua lắm. Con sell này thì cũng báo khách là về 27-28 là cũng sút ngay lập tức đúng không? DG về 33-34 múc ngay lập tức, khách cũng đã có T0 cũng đã lãi rồi, rất nhiều bác đúng không? Thực ra là cũng trên cái nhận định thị trường mà em thấy nó đang trong cái chiều hướng nó là tốt lên, thì em cũng chia sẻ với các bác là nó sẽ có nhịp hồi nhá. Vì thế nên là nhiều bác không có ham mà bán thì cũng hơi tiếc đúng không? Chẳng ai người ta bán vào cái nhịp này cả. Bán thì người ta phải bán khi nó gãy đường MA20, tức là gãy 1270 thì cũng bán ở vùng đấy. Xong bây giờ về vùng 1230 chúng ta mua lại, đúng không? Chẳng ai bán ở vùng 1230 xong làm sao nữa? Mai lại đùa. Đúng không? Thì cái điều đấy điều không nên. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều. Hôm nay thì em không phân tích về cổ phiếu, hẹn các bác ngày mai dành thời gian các bác gia đình xem ít thôi nhá. Không lại vật vã với cổ phiếu suốt ngày đau hết cả đầu, đúng không? Đầu tư là chặng đường dài, hy vọng là được đồng hành cùng các bác trong chặng đường dài hơn. Thì các bác có thể đăng ký bằng cách vào room, bằng cách là vào đường link trong phần mô tả nhá. Thì các bác vào room khách hàng, room cộng đồng thì vào anh em giao lưu với nhau nhá. Vô tư và chém gió, có 7 room khoảng hơn 7.000 người thôi. Còn vào room khách hàng thì có thể nhắn tin trực tiếp vào Zalo cho em cho trợ lý hỗ trợ các bác làm thủ tục nhé. Đăng ký vào room. Ok, cảm ơn anh em. Chúc anh em, chúc các bác đầu tư thành công hơn. Tuần mới có thể là sẽ có một cái nhịp hồi cho chúng ta. Thì hy vọng rằng nhịp hồi này có thể giúp các bác kiếm tiền trên thị trường chứng khoán và kiếm được 5-10% trong nhịp này. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác đầu tư thành công hơn nhá. Ok, bye bye. Nhớ follow kênh YouTube và TikTok Anh Lương Vy để xem nhiều video hay hơn nhá.